đơn nữ trận bán kết. Ra dòng số 1 và dòng số 4. Điểm số đầu tiên được ghi bởi Taiwan, 1-0. Điểm số nữa cho Chai Hoàng. Không được, pha xử lý bất thành của Đê Huy, 5-3 cho Taiwan. Không thể không ghi điểm trong pha cầu này, rất dễ dàng cho Đê Huy.
Cầu ngoài. Pha xử lý quá mạnh của Dewey. Rất kỹ thuật, một pha kéo lưới vô cùng tinh tế của Chai Wan. Rất hay. Larirat Chai Wan là tay vợt đã giành được huy chương bạc ở kỳ SEA Games năm ngoái tại Việt Nam. Trong trận chung kết thì Chai Wan để thua trước Pompawee Chochugong. Cũng là một tay vợt rất mạnh và nổi tiếng của Thái Lan. Cầu ngoài. Rất tốt. Và đập cầu uy lực của Chai Wan. Bên cạnh tấm huy chương bạc ở SEA Games 31 thì Chai Wan cũng là tay vợt nổi lên từ rất sớm ở các giải trẻ trên thế giới, trong đó phải kể tới tấm huy chương đồng tại Olympic trẻ năm 2018. Cầu ngoài rồi. Một điểm số nữa cho Dewey của Indonesia, 80, khoảng cách chỉ còn là 2 điểm. Không được, tình huống phòng ngự bất thành của Dewey. Lúc này thì Chai Wan đang là tay vợt số 4 của Thái Lan. Nhưng cô là giống số 1 tại SEA Games năm nay. Điều đó cho thấy cầu lông Thái Lan sở hữu những tay vợt nữ rất đẳng cấp và chưa cần phải tham dự với những gương mặt xuất sắc nhất. Lúc này thì tay vợt nữ số 1 của Thái Lan đó là Ratchanok Itanon với vị trí số 7 thế giới. Hai tay vợt xếp sau Itanon đó là Pompawee Chochugong, đương kim vô địch SEA Games đơn nữ ở vị trí số 11 thế giới, và ở hạng 13 thế giới đó là Pusanan Ombarumphan. Thứ tư đó chính là Chai Wan với thứ hạng 23 thế giới. Trong khi đó thì về phía Indonesia, Komang Dewey cũng là một tay vợt trẻ mới 20 tuổi. Đập cầu rất uy lực và xử lý của Dewey.
Dewi lúc này là tay vợt số 3 của Indonesia trên bảng xếp hạng đơn nữ thế giới. Hai tay vợt xếp trên cô đó là Putri Guadani hạng 41 thế giới và Chun Jung ở vị trí số 10 thế giới. Còn thứ hạng hiện tại của Dewi đó là vị trí số 52. Tại SEA Games 32 này thì Dewi đã có được một tấm huy chương. Đó là tấm huy chương bạc ở nội dung đồng đội nữ. Và ngược lại thì Lanirat Chaiwan đã có được tấm huy chương vàng ở nội dung đồng đội nữ tại SEA Games năm nay. Cầu lông Việt Nam đã có một kỳ SEA Games không thành công khi không giành được huy chương nào. Niềm hy vọng giành huy chương là Nguyễn Thùy Linh ở nội dung đơn nữ đã bị loại ở vòng tứ kết. Rất tốt. Và xử lý cầu chéo sân đẳng cấp của Chaiwan. Pha xử lý rất hay của Chaiwan, một tình huống cầu lỏng cực kỳ kỹ thuật. 14-9 nghiêng về phía hạt giống số 1 của giải. Pha đập cầu rất hay và chính xác của Chaiwan, 15-9, cách biệt được nới rộng lên 6 điểm. Không được. Tình huống phòng ngự không thành công của Chaiwan. Nhưng dù sao thì một chuỗi lên điểm vừa rồi cũng đã giúp cho tay vợt của Thái Lan tạo ra được một cách biệt an toàn.
xử lý kỹ thuật không thành công. Trai Quan đang cố gắng sử dụng những tình huống cầu dài và cầu ngắn linh hoạt để bào mòn sức lực của Dewey. Việc kết hợp nhiều lối chơi của Trai Quan ngay ở trong set đấu này đã thể hiện rõ cô muốn sớm kết thúc trận bán kết trong vòng 2 set đấu. Quá tốt, pha xử lý cực kỳ đẳng cấp. 17-11 cho Trai Quan. Người 82, lợi thế vẫn đang thuộc về Trai Quan. Cầu ngoài. Điểm số thứ 19 dành cho Trai Quan. Điểm số quyết định của trận đấu đầu tiên đã được ghi. Trai Quan giành chiến thắng với tỷ số 21-14.
đã có điểm số dành cho Dewey 2-0. Bước tập tễnh, một tình huống trượt ngã khá nguy hiểm. Cổ chân của Dewey đã được bằng kính trước khi trận đấu diễn ra. Hy vọng rằng tình huống vừa rồi không khiến cho Dewey gặp phải chấn thương nào nghiêm trọng. Cô mang Ayu Dewey mới có 20 tuổi. Tình huống mà Trai Quan đã bắt bài và chủ động chơi sẵn ở trên lưới. Cầu tấn công bất thành của Dewey. Trang Quan đã cân bằng tỷ số 3 đều. Không được, pha xử lý cầu ngắn không thành công của Trai Hoan. 4-5. Liên tục là những tình huống mắc lỗi của Trai Hoan. Thêm một điểm số nữa cho Dewey, 7-5. Thank you.
không được. Cầu đã xuống khá thấp và De Wy đã không thể thành công. 7 đều, 2 điểm số liên tiếp cho Chai Hoa. Cầu ngoài, tình huống tấn công tốt. Điểm số dành cho Chai Hoa. Pha xử lý đã khiến cho De Wy bị bất ngờ. 90. Trận đấu thứ hai này đang rất cân bằng. Pha xử lý ngắn rất tốt của De Wy. 11-9. SEA Games 32 thì bên cạnh những nội dung quen thuộc như đơn nam đơn nữ, đôi nam đôi nữ, đôi nam nữ và các nội dung đồng đội nam đồng đội nữ, thì năm nay ban tổ chức còn có thêm một nội dung đồng đội hỗn hợp đặc biệt chỉ dành cho các quốc gia chưa từng có huy chương ở các kỳ SEA Games từ trước tới nay. Với lý do này đã có những tranh cãi nhất định nổ ra khi mà các đoàn thể thao như Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia và Việt Nam không được tham dự nội dung đồng đội hỗn hợp. Đây là những đoàn đã có được huy chương ở môn cầu lông trong các kỳ SEA Games trước. Việc không có những đoàn thể thao mạnh nhất ở môn cầu lông tham dự đã giúp cho các quốc gia khác có cơ hội cạnh tranh huy chương ở một nội dung mới lạ của môn cầu lông tại SEA Games 32. Và ở nội dung này thì chủ nhà Campuchia đã giành được huy chương vàng. Huy chương bạc thuộc về Myanmar và huy chương đồng thuộc về Brunei và Lào. Tấn công
không qua lưới của Chai Hoan. Tăng lực khá bất ngờ của Chai Hoan và cô đã có được điểm số thứ 11. Khoảng cách lúc này là 2 điểm. Bất thành. Đầu Huy đang có một trận đấu thứ hai rất chất lượng. 14-11. Số đang là 14-12 nghiêng về phía Dewey. Ở giải đấu lần này thì Dewey là hạt giống số 4. Cô đang đối đầu với hạt giống số 1 Chai Hoa. Tình huống đập cầu ra ngoài của Chai Hoa với 52. Xử lý không thành công của Dewey, 16 đều. Cuối cùng thì Chai Hoan cũng đã cân bằng tỷ số.
76, Taiwan đang bứt lên ở thời điểm quan trọng nhất. Nhưng Dewey cũng đã lập tức cân bằng tỷ số. Cầu ngoài 10-87 cho Taiwan. Trận đấu mà Taiwan có nhiều sự lựa chọn hơn, còn Dewey thì phải thắng. Cầu trong sân 19-18. Như vậy là cầu ngoài, nhưng trọng tài xác định cầu trong sân và điểm số dành cho Taiwan. Match point cho Taiwan. Taiwan đang đứng trước cơ hội có kỳ SEA Games thứ hai liên tiếp lọt vào trận chung kết ở nội dung đơn nữ. Điểm số quyết định đã thuộc về Taiwan. Ngay ở match point đầu tiên thì Taiwan đã tận dụng thành công để kết thúc set đầu thứ hai với tỷ số 21-18. Vậy là ở kỳ SEA Games thứ hai liên tiếp, Taiwan đã lọt vào trận chung kết nội dung đơn nữ. Năm ngoái thì Taiwan đã để thua trước đồng hương Pompawee Chochuwong ở trận tranh huy chương vàng. Năm nay thì cô quyết đổi màu huy chương. Đối thủ tiếp theo của Taiwan là người thắng trong cặp đấu giữa Supanida Katethong và Esther Wadayo.